người đàn ông này đã vô tình phát hiện ra một con cua ẩn sĩ nhỏ đang tận dụng một chiếc nắp chai bỏ đi làm nhà cho mình. Để giúp con cua, người đàn ông nhẹ nhàng cầm nó lên và đặt nó vào trong một cái xô. Sau đó, anh lục trong bộ sưu tập của mình và trình bày trước mắt con cua một loạt vỏ để nó có thể tự chọn ngôi nhà mới cho mình. Trước hành động của anh ấy, con cua nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà bằng nhựa của mình và chuyển đến chiếc vỏ mới, lấp lánh hơn. Nhờ vào hành động của người đàn ông, con cua nhỏ này giờ đây đã sẵn sàng bước vào hành trình mới với một ngôi nhà phù hợp.